Xâm Hoàng Nhiệt Độc Điện xin kính chào các bác. Ngày hôm nay em tiếp tục lên sóng giới thiệu với các bác một chiếc máy rửa bát Panasonic NPTR5. Con này em để số 17 nhé. Panasonic NPTR5 còn rất là đẹp con này. Bảng điều khiển qua nhìn rất đẹp nhé. Kính giác đẹp, viền đẹp. Con máy rất ok trong cái tầm TR5. Lưng nhé, rất là đẹp này. Đây là một vài vết bứng dính nhé. Sót lại lâu chưa kỹ. Lưng cũng rất đẹp. Lưng rất đẹp các bác nhé. Đây là những vết băng dính thôi nhá, chứ không phải là xước đâu. Con này lưng bên ria này gần như không có vết xước. Sản xuất năm 2012 con này. Đẹp. Cánh rất là đẹp. Đang cho chạy test thử các bác nhé. Máy vừa vệ sinh xong. Đang chạy test. Đây, nội thất rất là sạch sẽ, trang trí đẹp của con này. Nội thất rất là sáng nha. Các bác nhìn các cái tay phun này, các bác biết là một con máy nó chạy rất là ít. Trên các cái tay phun này của nó nhìn trông nó vẫn còn rất là xanh đẹp. Các cái giá chiếc trông rất đẹp, nội thất sạch đẹp này. Máy so đẹp ok, ngon lành. Đây. Một con máy còn khá là mới. Đây. Các bác sắm con máy rửa bát về cuối năm phục vụ gia đình, phục vụ trẻ em. Máy rửa bát Nhật này thì em đảm bảo rất là bền nhé. Rất bền luôn. Tuổi đời có thể lên được vài chục năm. Không hiểu người Nhật họ làm cái gì mà cái gì rất là tốt. Thế bảo sao mà cái tín đồ của các bác dùng hàng Nhật bãi rất là nhiều là như vậy. Tuy là hàng bãi nhưng mà tuổi thọ nó chấp vài lần những cái máy mới luôn đấy. Em khẳng định luôn là như vậy. Con này em bán là 6 triệu rưỡi nhé. Giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đồng nguồn. Các bác nào lấy thì lấy sớm nhé. Cuối năm rồi. TR5 rất đẹp. Giá 6 triệu rưỡi chưa phí vận chuyển, thiếu đổ nguồn thì lưu hoa 1.500W, giá hàng công ty chính hãng 400.000, em bán giá gốc thôi. Máy đầy đủ ống cấp, ống thoát đầy đủ. Đây tiện thể đây hướng dẫn các bác sử dụng luôn này. Đây nút bật nguồn nhé. Đây nút tắt này. Đây là nút bắt đầu rửa này. Đây là nút này chu trình rửa này. Em để chế độ rửa tiêu chuẩn cộng với nước 80 độ C. Trong này sẽ có rửa nhanh, rửa mạnh rồi rửa nhẹ các kiểu. Đây là chu trình thời gian sấy. Thời gian sấy đang để 30 phút, 45 phút, 60 phút. Đấy. Thời gian sấy thì sẽ có thêm một chức năng này là sấy cộng với giữ khô bát đũa. Nếu các bác để đèn này sáng lên thì bát đũa sẽ được duy trì khô suốt trong cả ngày luôn. Đấy. Sấy 45 phút kèm giữ khô, sấy 60 kèm giữ khô. Cái đèn này là đèn thông gió, khi các bác dùng có thể để bát đũa trong tủ, trong máy luôn và các bác bật nó lên thì nó sẽ thông gió giữa bên ngoài bên trong để tránh cái om mùi bên trong. Đấy. Thường để cho khách, các bác khách sấy 30 phút thôi. Công nghệ Econavi hẹn giờ. Một con máy khá đẹp. Các bác nào lấy con liên hệ nhé. Chào các bác.